Chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe uy tín của em Vinh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với mẫu xe Toyota Avanza phiên bản số sàn màu bạc rất là đẹp đang đứng trên bên em Vinh đây. Và chiếc xe Avanza số tự động và chiếc Veloz số tự động của chúng ta thì có cái chương trình khuyến mãi lên tới 31 triệu đồng. Cái chiếc Avanza phiên bản số sàn này của chúng ta thì không được áp dụng cái chương trình đó, nhưng mà vẫn có những cái phần quà rất là đặc biệt. Kèm với đó thì trong tháng 3 của năm 2023 này, chiếc Avanza số sàn của chúng ta đã được nâng cấp lên màn hình 9 inch. Và cùng với đó là tấm chắn động cơ, và để cho khách hàng yên tâm hơn về chiếc xe Toyota Avanza được lắp ráp tại thị trường Việt Nam này thì chúng ta được bảo hành lên tới 5 năm 150.000 km và với mức giá không đổi là 558 triệu đồng dành cho chiếc xe Avanza phiên bản số sàn. Nâng cấp hai option mới đó chính là tấm chắn động cơ và màn hình mới 9 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto cho chất lượng hình ảnh tốt hơn, và cái tấm chắn động cơ sẽ giúp cho cái khoang động cơ của chúng ta nó sạch sẽ hơn. Và đây là một cái điều rất là vui khi nhà máy Toyota Việt Nam đã lắng nghe khách hàng rất là nhiều và đã thêm được cái tấm chắn động cơ, và chúng ta sẽ không phải tăng bất kỳ thêm một đồng nào cho chiếc xe Avanza phiên bản số sàn này trong tháng 3 của năm 2023. Và chiếc xe Avanza phiên bản số sàn này của chúng ta sẽ có mức giá lăn bánh là bao nhiêu, kèm với đó thì chương trình trả góp như thế nào và thời gian giao xe thì chúng ta có phải đặt chờ hay không? Thì trong video ngày hôm nay em Vinh sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc trên gửi tới đoàn thể của khách hàng. Những khách hàng nào mà chưa đăng ký kênh của em Vinh thì đừng quên tặng cho em một nút like và đăng ký kênh để anh xem được nhiều video hay hơn và thú vị hơn từ kênh xe uy tín nha. Trước khi chúng ta cùng nhau bước vào phần giá thì hãy cùng em Vinh điểm sơ qua về những cái trang bị và những cái option được trang bị trên chiếc xe Toyota Avanza phiên bản số sàn màu bạc rất là đẹp đang có mặt trong video ngày hôm nay nha quý chị nha. Thì đầu tiên phải nói tới thì cái nước sơn màu bạc này là một trong những nước sơn được khách hàng ưa chuộng nhất trong năm 2022 vừa rồi. Và cái màu bạc này được bán rất là nhiều nha quý chị nha. Và cái phong dáng mới của năm 2023 của Avanza nhìn nó rất cứng cáp và khỏe khoắn nha quý chị nha. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Và đầu tiên thì chúng ta phải nói tới ở cái phần đầu xe chính là cái cụm đèn. Đèn chiếu sáng phía trước của Avanza thì được trang bị với bóng đèn LED hoàn toàn chiếu sáng ở phía trước luôn. Đó, cái cụm đèn thiết kế chia làm rất nhiều những cái khoang nhỏ ở phía trong. Nhìn chiếc xe rất là đẹp mắt và nhìn nó cực kỳ bắt mắt khi chúng ta nhìn được cái phần đầu xe. Đó. Tuy nhiên xuống phía dưới thì chúng ta sẽ được trang bị một cái đèn sương mù dạng halogen và ốp phía bên ngoài bởi một cái ốp nhựa trang trí màu đen nhám, tăng thêm cái độ khỏe khoắn cho chiếc xe của chúng ta rất là nhiều với những cái đường nét góc cạnh. Về mặt lưới tăng nhiệt thì được thiết kế to bản bởi những cái thanh ngang. Đó, những cái thanh ngang lớn nhìn chiếc xe chúng ta cực kỳ cứng cáp khi chúng ta nhìn từ cái phần đầu xe luôn. Đó, logo thì được dập nổi và mạ chrome và có một cái thanh sơn màu đen bóng ở phía giữa đây, tạo cái điểm nhấn rõ nét hơn cho cái chiếc Avanza của chúng ta. Và nhìn ở đầu xe thì Avanza nó vừa hiện đại và nó cũng không kém phần khỏe khoắn nha. Đó, nhìn rất là đẹp luôn quý anh chị. Đó, rất là nhiều khách hàng đánh giá là cái chiếc Avanza này nhiều khi nó còn đẹp hơn cái chiếc Veloz về cái phần đầu xe cơ. Đó, đó là về cảm quan của mỗi người. Thì quý anh chị nào thấy chiếc Avanza này đẹp hơn thì hãy để lại bình luận phía dưới cho em Vinh biết nha. Đó, còn về phần hông xe. Hông xe thì Avanza được trang bị một phần hông xe với rất là nhiều những cái đường dập nổi gân guốc. Nhìn chiếc xe rất là cứng cáp luôn khi chúng ta nhìn từ cái phần góc này. À, đầu tiên thì chúng ta chắc phải nói tới là bộ mâm. Mâm thì được trang bị với bộ mâm đúc đa chấu kép đó, và được phay xước rất là thể thao luôn. Thắng thì sẽ sử dụng thắng đĩa ở bánh trước, còn bánh sau thì sẽ là bánh tăng phanh tăng chống nha quý chị nha. Phía trên đường cua lốp thì cũng sẽ được dập nổi những cái đường dập nổi kép này. Đó, quý chị có thể nhìn thấy này. Nhìn chiếc xe nó cứng cáp hơn rất là nhiều. Đó. Tiến dần đến phía trên thì chính là cái gương chiếu hậu của chúng ta được đặt xuống phía dưới cửa, tăng thêm cái góc nhìn cho chiếc xe của chúng ta. Và cái gương này sẽ được sơn cùng màu thân xe. Đó, có tích hợp đèn rẽ dạng LED trên gương, có chỉnh điện gập điện tự động luôn. Rất là đầy đủ nha quý chị nha. Đó, và những cái đường gân guốc ở trên phần hông xe, nhìn chiếc xe rất là cứng cáp luôn. Đó là về phần hông xe. Còn về phần đuôi xe thì sao? Đuôi xe thì Avanza phải nói có một cái đuôi xe nó rất là đẹp luôn, rất là hiện đại. Đó, chúng ta như thể quan sát trực tiếp trong video. À, phải nói đầu tiên đó chính là cái cụm đèn. Đèn chiếu sáng ở phía sau của chiếc Avanza này được thiết kế 3D dạng nổi rất là đẹp. Sử dụng hoàn toàn là bóng LED nha quý chị nha. Đó, và ban đêm thì nhìn cái phần đuôi xe này rất là đẹp luôn. Phía trên thì cũng sẽ được trang bị đèn báo phanh dạng LED trên cao, anten dạng vây cá mập, đó, cảnh hướng gió phía sau, gạt mưa phía sau. Tiến dần xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có hệ thống an toàn bao gồm một camera lùi và hai cảm biến lùi phía sau, đó, giúp chúng ta vận hành và điều khiển chiếc xe nó dễ dàng hơn trong môi trường đô thị. Đó. Và đặc biệt thì khi chúng ta di chuyển chiếc xe này thì có cái cam lùi và có cái màn hình mới, nhìn cái hình ảnh nó sẽ sắc nét hơn và có luôn cả đường kẻ để chúng ta di chuyển xe nó dễ dàng hơn nha. Đây là tổng thể phần đuôi xe. Rất là đẹp nha quý chị nha. Phía trên thì chúng ta sẽ có một cái tem màu xanh của nhà máy, tem mức tiêu thụ nhiên liệu để khách hàng có thể tham khảo. Thì đối với đường kết hợp là 6,63 lít, đó, trong đô thị là 8,4 lít và ngoài đô thị chỉ có 5,5 lít thôi. Một chiếc xe 7 chỗ MPV cỡ nhỏ như vậy thì cũng khá là tiết kiệm nha về chiếc xe Toyota Avanza này. Đó. Và chúng ta sẽ cùng em Vinh tiến dần vào cái phần nội thất để khám phá cái họa tiết, cái trang trí mới của chiếc xe Toyota Veloz này. Đó chính là cái màn hình 9 inch mới trên phiên bản số sàn này nha.
Thì đầu tiên về cái tông màu nội thất chủ đạo của Avanza thì sẽ được trang bị với tông màu màu đen và màu nâu cánh gián, rất là đẹp đây. Đó, trên tabi này màu nâu cánh gián này, phía dưới này là màu đen này. Đó, lên xuống kính thì là một chạm chống kẹp cửa tài, đó như mình có nói, gập kính điện tự động này, chỉnh kính điện rất là đầy đủ nha. Ghế thì một điều rất là tiếc là ghế đây là ghế nỉ. Đó, ghế thì được trang bị ghế nỉ nha quý chị nha. Đó, bộ ghế này thì cũng khá là đẹp. À, và thường thì khách hàng mua xe của em Vinh thì khách hàng sẽ chuyển qua cái bộ ghế da để cho nó tiện vệ sinh hơn. Và cái này thì chúng ta có thể trừ vào cái chương trình khuyến mãi của chiếc xe này nha. Đó, thì nếu khách hàng nào mà muốn cái chi phí ban đầu của chiếc xe Toyota Avanza này nó thấp á, thì chúng ta có thể sử dụng lại cái bộ ghế nỉ này, và tầm khoảng 2-3 năm sau thì chúng ta chuyển qua bộ ghế da cũng được. Đó, rồi cùng tiến sâu vào phần nội thất của em Vinh này. Đó, thì đầu tiên phải nói tới chính là cái màn hình phía trước mặt người lái. Cái màn hình phía trước mặt người lái này thì chúng ta sẽ được trang bị một cái màn hình 4.2 inch ở giữa. Đó, thể hiện cũng khá là đầy đủ những cái thông số kỹ thuật gửi tới người lái trên đây. Đó, và thể hiện luôn cả góc lái chúng ta biết ở trên đây luôn nha quý chị nha. Ví dụ như xe bây giờ đang hết xăng thì sẽ báo cho chúng ta biết. Đó, những cái lượng tiêu thụ này, đó, nhiệt độ này, rất là đầy đủ nha. Đó, và hai màn hồ cơ thể hiện vòng tua máy và tốc độ xe của chúng ta. Đó, phía bên đây thì sẽ là hệ thống đèn phía trước của chúng ta. Đó, gặp mưa thì sẽ nằm phía bên đây nha quý chị nha. Đó, nút đề start stop nằm phía dưới đây. Đó, màn hình mới 9 inch đây. Đó, được trang bị màn hình mới 9 inch, có kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Đó, kết nối Bluetooth USB rất là đầy đủ nha quý chị nha. Đó, có một cái mặt đồng hồ ở đây để chúng ta xem giờ, rất là đẹp, nhìn rất là bắt mắt nha. Cái cam lùi của chúng ta cũng sẽ được thể hiện luôn ở trên đây luôn nha quý chị nha. Đó, có vạch kẻ luôn, rất là sắc nét này. Tiến xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái điều hòa sử dụng hoàn toàn bằng nút bấm luôn. Điều hòa này mặc dù chứ không phải là điều hòa tự động, nhưng mà cái cách thiết kế như này nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó, so với những cái điều hòa cơ mà chúng ta sử dụng núm. Đó, phía dưới đây là hộp số sàn rất là quen thuộc ở trên chiếc Avanza của chúng ta. Đó, trang bị khá là đầy đủ nha, những điều cơ bản luôn. Đó, thể hiện đầy đủ tất cả mọi thông số kỹ thuật gửi tới người lái trên đây. Như đây là góc lái này, em mình chỉ cần hơi đánh lái nhẹ thôi là nó sẽ báo lên màn hình cho chúng ta biết. Đó, rất là thuận tiện nha. Phía đây thì sẽ có những cái hộc để đồ này, phía trên đây này. Đó, trên đây chúng ta còn có cái khay để đi nước nữa. Hộc để đồ lớn thì chúng ta nằm phía dưới đây, cực đầy đủ nha. Về hệ thống giải trí cũng được trang bị đến tận 6 loa để chúng ta giải trí trên chiếc Avanza này, khá là đầy đủ luôn. Đó, đó là về cái khoang lái phía trước của chúng ta. Đó, còn về cái băng ghế thứ hai thì sao? Đây chính là cái băng ghế thứ hai này. Đó, khá là rộng rãi nha. Phía trên đây chúng ta trang bị cửa gió này, điều chỉnh tốc độ gió phía sau này độc lập này. Phía dưới đây chúng ta cũng được trang bị hai cái jack sạc 2.1A nằm phía dưới đây nha quý anh chị nhé. Đó, để sạc điện thoại. Đó. Ở băng 3 thì chúng ta cũng sẽ có một cái tẩu sạc 12V 120W nằm ở phía bên góc kia, màu xanh đó quý anh chị thể quan sát thấy trong video. Đó, đây là băng 3 này, khá là rộng như quý anh chị nha. Phần trần như quý anh chị thấy được làm lõm lên rất là sâu này, để tăng thêm cái khoảng không gian cho cái hàng băng ghế thứ ba của chúng ta. Và cái thao tác đi lên hàng ghế thứ ba rất là gọn luôn, đó, một chạm. Đó, là chúng ta sẽ có ngay một cái đường đi lên khoang hành khoang thứ ba rất là rộng rãi luôn ở trong đây. Đó, và đây là cái khoang ghế thứ ba của chúng ta, thoải mái nha quý chị nhá. Dưới chiều cao 1m7 ngồi đây là dư xăng. Đó, và đó là về tổng quan về chiếc xe Toyota Avanza phiên bản số sàn màu bạc năm 2023, được nâng cấp hai option mới là màn hình 9 inch và tấm chắn động cơ hoàn toàn mới cho năm 2023, và mức giá thì sẽ không có thay đổi. Và ngoài ra thì ngoài những cái option mà như em Vinh vừa mới giới thiệu, những cái cách thiết kế và những cái trang bị rất là đẹp và rất là bắt mắt của năm 2023 này, thì chiếc xe Avanza của chúng ta còn được trang bị thêm những cái hệ thống an toàn rất là hiện đại như là cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hệ thống phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp và đèn báo phanh khẩn cấp đều sẽ được trang bị hết trên chiếc xe Toyota Avanza 7 chỗ mẫu MPV bán chạy nhất trong năm 2022 vừa rồi. Và chiếc xe Avanza của chúng ta sẽ có mức giá là bao nhiêu thì quý anh chị không cần phải chờ lâu nữa đâu. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng em Vinh tới với mức giá của chiếc xe Avanza phiên bản số sàn này. Thì đối với mức giá niêm yết do nhà máy Toyota Việt Nam công bố, nâng cấp hai option không đổi là 558 triệu đồng. Còn đối với những khách hàng có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi lăn bánh chiếc xe này thì dự kiến mức giá lăn bánh của em nó sẽ rơi vào tầm khoảng 639 triệu đồng. Tại các tỉnh lân cận như Long An thì đâu đó tầm khoảng 619 triệu là khách hàng có thể sở hữu chiếc xe Toyota Avanza này về nhà rồi. Và mức giá trên của em Vinh thì chưa bao gồm bất kỳ những cái chương trình khuyến mãi nào hết. Và hiện tại trong tháng này đang có rất là nhiều những cái phần quà đặc biệt và những cái hỗ trợ từ đại lý Toyota Tân Tạo dành cho những khách hàng nào mà đặt hàng và mua xe tại Toyota Tân Tạo trong tháng 3 của năm 2023 này, dành cho chiếc xe số sàn của năm 2023. Và để biết thông tin chính xác nhất sau khi lăn bánh khấu trừ hết toàn bộ những cái chương trình ưu đãi và những cái hỗ trợ từ đại lý Toyota Tân Tạo nó sẽ là bao nhiêu, thì quý anh chị đừng ngần ngại gì, nhấc ngay bên điện thoại lên và gọi cho em Vinh vào số hotline 0961 205 097 hoặc 0934 589878.
để nhận được cái báo giá và cái khuyến mãi mới nhất, phù hợp nhất cái theo cái nhu cầu của quý anh chị mua xe. Ví dụ như quý anh chị muốn giảm một phần tiền mặt thôi, nhưng mà chúng ta muốn trang bị thêm một vài món phụ kiện như là phim cách nhiệt nè, chuyển lại bộ ghế da nè, hay là bọc thêm trần 5D, bọc thêm la phong trần, thì quý anh chị đừng ngần ngại gì, hãy liên hệ vào hotline để được em tư vấn chi tiết khác nha. Và cho những khách hàng nào mà đang quan tâm đến chương trình trả góp thì hiện tại với mức lãi suất chỉ từ 0.56% dành riêng cho mẫu xe Avanza này, chúng ta chỉ phải chi trả với mức lãi suất rất là ưu đãi rồi. Và cùng với đó thì hồ sơ thủ tục của ngân hàng tài chính Toyota thì đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng, và đặc biệt thì không ép khách hàng phải mua bảo hiểm nhân thọ. Đó là những cái ưu điểm giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận với một mẫu xe của nhà Toyota hơn. Và dành cho những khách hàng nào mà đang quan tâm đến hồ sơ thủ tục liệu có đạt được nhu cầu của ngân hàng tài chính Toyota không, thì hãy để lại bình luận xuống video dưới cho em Vinh biết về cái hồ sơ của anh chị, hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại trên màn hình để kết nối Zalo với em Vinh để có thể tham khảo và được em Vinh tư vấn thêm về cái hồ sơ thủ tục của quý anh chị nha. Và dành cho những khách hàng nào muốn đến trực tiếp showroom để coi xe, lái thử, trải nghiệm mẫu xe Avanza này thì có thể ghé tại Toyota Tân Tạo nằm tọa lạc tại số 135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Toyota Tân Tạo, đại lý uy quyền chính hãng của Toyota Việt Nam nha quý anh chị nha. Trước khi lên hãy gọi vào hotline để gặp trực tiếp em Vinh nha. Hẹn lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Em xin cảm ơn và đừng quên nhấn like video này và nhấn đăng ký kênh để đón xem được nhiều video hay hơn và thú vị hơn, cập nhật những thông tin mới từ nhà Toyota nha. Video sắp tới quý anh chị muốn em làm về mẫu xe nào thì hãy mạnh dạn để lại bình luận xuống video dưới cho em Vinh biết nha. Em xin cảm ơn.